quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, một số đại biểu cho rằng báo cáo của Chính phủ đã chỉ ra 8 khó khăn vướng mắc nhưng chưa cập nhật các giải pháp phù hợp. Đại biểu dẫn chứng về khó khăn trong lĩnh vực giáo dục khi báo cáo chỉ rõ những bất cập về ban hành sách giáo khoa, tình trạng dạy thêm học thêm, bạo lực học đường. Đây là căn bệnh trầm kha, nhưng tuyệt đối báo cáo Chính phủ không đề cập giải pháp. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần nhìn nhận đúng vấn đề để có giải pháp phù hợp. Đối với lĩnh vực y tế, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần có sự ưu tiên về ngân sách hơn nữa dành cho lĩnh vực y tế. Và đặc biệt, cần chỉ rõ cách thức thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Bởi thực tế, việc triển khai hết sức khó khăn, tình trạng thiếu thuốc trong các bệnh viện vẫn còn tồn tại.